chào mừng các bạn đã đến với Dược Hàn Quốc Made. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp một bạn đến từ vùng nổi tiếng là kinh đô miền Tây, vùng đất gạo trắng nước trong của chúng ta, đấy chính là Cần Thơ. Bạn Hải Đăng, thì chị muốn giải thích về giới thiệu đi về Hải Đăng một chút. Em là một trong học sinh kỹ tính nhất. Chị nhớ là Hải Đăng đã tư vấn với chị rất nhiều trước khi quyết định đến Made đúng không? Dạ yeah, vâng. Ừ, thế thì Hải Đăng có thể chia sẻ kinh nghiệm là mình tìm kiếm thông tin về trung tâm như nào, mình đã lọc thông tin ra sao và cuối cùng mình quyết định chọn trung tâm dựa trên yếu tố gì? Dạ em chào chị, chào những bạn sinh viên của MAP. Trước khi lên MAP thì em đã xem những cái live stream cũng như là những cái bài đăng của fanpage của MAP rất là nhiều, cũng như là tìm hiểu du học Hàn Quốc như thế nào. Sau khi tìm hiểu thì em đã thuyết phục gia đình cũng như là chuẩn bị những cái thứ cần thiết để mình có thể đến MAP một cách sớm nhất ạ. Em đã trải qua mấy tháng học tiếng Hàn và chuẩn bị hồ sơ cùng MAP? Từ khi mà tốt nghiệp cấp 3 thì em đã khăn gói lên MAP để học tiếng Hàn cũng như là hoàn thiện những hồ sơ cho mình. Em đã mất 4 tháng để có giành được tấm visa này. Thế thì ngày hôm nay thì em đã trở thành tân sinh viên của trường Tông Nga rồi. Chị nghĩ rằng là em có thể chia sẻ cho các bạn ở đây là tại sao em lại chọn Tông Nga trong khi thực sự là hồ sơ của Đăng rất đẹp, điểm số rất là cao. Vậy tại sao lại là Tông Nga mà không phải là trường khác? Ngay từ khi mình muốn du học Hàn Quốc thì em đã đặt cho mình một mục tiêu là đến với thành phố biển Busan, bởi vì bản thân em rất thích biển. Ngay từ khi còn nhỏ thì em đã rất thích việc kinh doanh và em chọn cho mình ngành quản trị kinh doanh để có thể theo học tại Hàn Quốc. Và được biết thì trường đại học Đông A là một trong những trường tư thục lớn nhất Hàn Quốc và có những cái chất lượng đào tạo rất là cao, cho nên em đã chọn trường Đông A. Trong cái phần mà feedback sau phần phỏng vấn học sinh trường ấy thì chị thấy là trường Đông A rất là khen em. Các thầy cô trong ban phỏng vấn khen là học sinh vô cùng sắc sảo, khả năng ngôn ngữ tốt. Em có phải chuẩn bị kỹ cho phần phỏng vấn đó? Dạ em đã cùng những chị luyện phỏng vấn của MAP đã ngày đêm ngày đêm hì hục để có thể tạo cho mình một phần phỏng vấn tốt nhất ạ. Chị thấy em phỏng vấn rất là tốt, em rất tự tin. Bây giờ chị thấy rất là nhiều bạn thì hơi ngại top 2 một chút, mặc dù top 2 là bao gồm rất nhiều trường để em có thể chọn. Như vậy tình yêu với Tông Nga đã khiến em chọn top 2, nhưng mà bí quyết gì để em có visa top 2 cùng với MAP? Dạ đầu tiên thì trong những năm cấp 3 thì chúng ta phải học thật sự chăm chỉ để có thể đạt cho mình những số điểm thật sự cao. Và khi mà đến với trung tâm thì chúng ta phải thật sự là chăm chỉ học để có thể có cho mình một cái lượng kiến thức nhất định để mình có thể chinh phục được lãnh sự cũng như là lấy tấm visa về cho mình. Chị thấy là thực ra ấy, câu chuyện của Đăng ấy nó sẽ trở đi trở lại rất nhiều từ chăm học. Thực ra chăm học không phải bạn nào cũng chăm học được. Chị hy vọng rất nhiều bạn cũng sẽ học chăm, học giỏi như bạn Đăng của chúng ta để có thể chinh phục được trường mình yêu, chinh phục được tấm visa và đạt được giấc mơ du học Hàn Quốc của mình nhá. Chỉ nghĩ là Đăng sẽ bay sớm thôi. Trường đã có lịch bay cho em từ tầm khoảng nhập cảnh vào thứ ba cho đến thứ sáu tuần sau. Bởi vì là Tông A thì sẽ yêu cầu học sinh ở ký túc xá nên trường cần phải thu xếp. Trước khi lên đường thì em có muốn nhắn với các thầy cô giáo ở MAP điều gì không? Trước tiên thì cảm ơn rất nhiều thầy cô đã dạy cho tụi em những kiến thức thật sự là bổ ích. Và thầy cô của MAP là một trong những thầy cô mà dạy rất hay của thành phố Hồ Chí Minh. Em nghĩ là không có lời gì ngoài là cảm ơn ạ. Cảm ơn thầy cô rất nhiều ạ. Còn chị thì muốn cảm ơn Đăng là cảm ơn em đã luôn xuất sắc. Cảm ơn em đã tuyệt vời nỗ lực trong từng bước làm hồ sơ, chọn trường, phỏng vấn trường cũng như là hoàn thiện xuất sắc cái phần xin visa của mình tại tổng lãnh sự để có kết quả như ngày hôm nay. Chị tin rằng với một tư duy sáng thoáng như em thì em sẽ luôn luôn rất là thành công dù là em đến nơi nào trên thế giới này. Hy vọng sẽ sớm gặp em và thấy em trưởng thành tại trường Đại học Tông Nga cũng như tại Hàn Quốc nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại MAP tại Tông Nga cùng với bạn Hải Đăng. Bye.